Cựu tuyển thủ Việt Nam rơi nước mắt khi ghi bàn sau 8 năm bị cấm thi đấu. Cựu tuyển thủ của đội tuyển quốc gia Lê Quang Hùng đã có bàn thắng đầu tiên sau hơn 8 năm bị cấm thi đấu vì dính án bán độ. Phút 45 của trận đấu giữa câu lạc bộ Bình Dương gặp Viettel trên sân Hàng Đẩy trong khuôn khổ vòng 12 V-League, hậu vệ Lê Quang Hùng, Bình Dương, tận dụng sai lầm của thủ thành Văn Phong, Viettel, tung cú sút ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Lê Quang Hùng và khóc trong vòng tay của đồng đội, bởi lẽ đây là bàn thắng đầu tiên của anh sau hơn 8 năm bị VFF cấm thi đấu. Đã hơn 8 năm kể từ án bán độ tại AFC 2014, Quang Hùng mới được hít thở bầu không khí V-League. Tháng 4 vừa qua anh đã có lần đầu tiên tái xuất sân cỏ trong trận Bình Dương đánh bại Huế tại Cúp Quốc gia 2023. Những vòng gần đây anh có tên trong danh sách đăng ký thi đấu, nhưng trận này mới là lần đầu tiên anh được tung vào sân và đã để lại dấu ấn bằng bàn thắng của mình. Tôi cảm thấy thật may mắn khi được thầy Tuấn, thầy Đức chỉ dạy và động viên rất nhiều. Cảm ơn các thầy đã cho trao niềm tin và cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời mình, cựu hậu vệ của đội tuyển quốc gia chia sẻ. Hôm nay tôi đã khóc từ khi bước ra sân hát quốc ca. Bàn thắng này là lời xin lỗi của tôi dành cho bố, mong bố sẽ vui, Quang Hùng xúc động cho biết thêm. Dù thi đấu tốt trận này, nhưng Quang Hùng cũng không thể giúp câu lạc bộ Bình Dương có điểm trước Viettel. Với trận thua này, Bình Dương hiện xếp áp chót trên bảng xếp hạng 13, 14 và sẽ đua trụ hạng ở giai đoạn 2 của V-League 2023. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.